bổ sung collagen động vật hay thực vật tốt hơn? Theo khoa học nghiên cứu, collagen được hình thành từ 19 loại amino acid khác nhau và hơn 30% tế bào protein trong cơ thể chúng ta hình thành từ collagen. Điều này chứng tỏ rằng collagen thực sự rất cần thiết cho sức khỏe con người cũng như giúp cho làn da của chúng ta duy trì trạng thái khỏe, mịn màng, ẩm mượt và tươi trẻ. Nghiên cứu cũng cho thấy, collagen tự nhiên trong cơ thể người sản sinh giảm dần từ năm 30 tuổi trở đi. Đối với đa số phụ nữ ở lứa tuổi này, làn da ngày càng có nhiều nếp nhăn, sậm màu, xuất hiện tàn nhang, thâm, nám và khô khan. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại kem dưỡng bổ sung collagen làm đẹp da để mang lại hiệu quả và độ an toàn tốt nhất. Chúng ta nên bổ sung collagen từ thực vật hay động vật? Hãy cùng HP Cosmetics tìm hiểu qua video so sánh hai loại collagen có nguồn gốc động vật và thực vật sau nhé. Collagen động vật là loại collagen chiết xuất từ động vật, heo, bò, gà, có mạch phân tử dài và khối lượng phân tử lớn. Những lọ kem collagen chúng ta thường thấy bán rộng rãi trên thị trường, đa số đều chiết xuất từ móng, xương, khớp của động vật. Tuy nhiên, sau những đợt nghiên cứu cho thấy, trong một vài loại collagen chiết xuất động vật cũng có chứa kháng sinh, những chất chuyển hóa, thuốc trừ sâu, steroid và cả paraben. Những chất này như bạn biết nó hoàn toàn có hại cho cơ thể người. Vấn đề chính tồn tại ở đây là những dạng collagen bổ sung từ động vật vẫn không giải quyết được tận gốc tình trạng mất collagen trên cơ thể người, chỉ chữa trị ở phần ngọn mà không có tác dụng kích thích cơ thể tạo ra collagen tự nhiên. Tiếp theo đây chúng ta tìm hiểu tiếp về collagen được chiết xuất từ thực vật, giúp hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen trong cơ thể người mà phổ biến được các nhà sản xuất kiểm chứng và tin dùng hiện nay là hắc mai biển, tảo xoắn, hoa đậu biếc, cây dâu dê. Điều này hoàn toàn có lợi cho sức khỏe và collagen thực vật lành tính hơn động vật rất nhiều vì nó hầu như không gây dị ứng, mẫn cảm hay chứa mầm bệnh, vi khuẩn. Thêm vào đó, người ta cũng biết rằng collagen được tạo ra dựa trên những peptide protein và vitamin C. Hai loại này không nhất thiết là từ động vật, nhất là vitamin C chỉ được tìm thấy dồi dào trên các loại rau củ quả. Chúng ta có thể thấy rằng collagen thực vật mang rất nhiều ưu điểm. Lành tính hơn, hoàn toàn loại bỏ được sự lo lắng về chất hóa học hay kim loại nặng, tránh tình trạng dị ứng, kích ứng, phản ứng của cơ thể người đối với một số động vật. Mạch phân tử ngắn, trọng lượng nhẹ, giải quyết tận gốc vấn đề bù đắp sự hao hụt collagen trong cơ thể để cơ thể tự sản sinh collagen một cách tự nhiên nhất. HP Cosmetics xin giới thiệu đến quý khách hàng loại kem dưỡng cao cấp Phytocollagen chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên 100% theo công nghệ chiết xuất sinh học với các thành phần thực vật an toàn và lành tính. Mầm tiểu mạch, hạt tiểu mạch, cây dâu dê và quả kim ngân hoa mang đến những công dụng tuyệt vời cho làn da. Sử dụng kem dưỡng Phytocollagen giúp kích hoạt khả năng tổng hợp collagen nội sinh tại chỗ, chống lão hóa, xóa bỏ nếp nhăn và giảm tình trạng rạm da, tàn nhang, da trẻ trung, càng mịn hơn. Da trở nên hồng hào và được cấp ẩm mỗi ngày, tránh tình trạng da bị khô sạm, xuất hiện sự lão hóa. Đồng thời, kem dưỡng Phytocollagen có mùi hương hoa cúc dịu nhẹ. Khi quý khách hàng sử dụng kết hợp massage nhẹ trên da mặt sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái thư giãn. Với mạch phân tử ngắn, trọng lượng nhẹ và thành phần tự nhiên vô cùng lành tính, không gây kích ứng da sẽ mang lại hiệu quả chỉ sau 10 ngày sử dụng, sẽ là sản phẩm rất phù hợp dành cho các chị em phụ nữ. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetics để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetics nhé!